sáng thức dậy thử ngoài tính toán. Việc nhà bếp nung đâu đó chu toàn. Dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo trông con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son. Trong tôi mất thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn đường em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương. Biết mấy mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời các con sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bị thương. Mẹ biết giữa em đây. Ơi em. Em muốn xin nghỉ làm một tuần. Nghỉ làm một tuần? Làm gì nghỉ dữ vậy? Dạ để em ôn thi tiếng Anh đó chị. Ờ thì giờ em nghỉ đi thi. Ừ thôi nghỉ đi cưng. Dạ em cảm ơn chị ạ. Thi xong về làm lại nha. Dạ. Ủa? Trời ơi. Con trai ba ăn cơm chưa? Dạ chưa. Ủa đang làm gì à? Dạ con đang vẽ bà mẹ với con với em Gia Minh. Vậy hả? Vẽ gia đình mình hả? Dạ. Vậy ba đâu? Đẹp trai vậy? Thì ba là con trai mà mạnh mẽ mà. Rồi mẹ đâu? Ê, ở đâu chứ? À, em đâu? Em đây hả? Rồi con đâu? Con này hả? Tròn dữ ha. Rồi mẹ đâu? Cái gì mà xấu vậy con trai? Ủa như phù thủy luôn á. Không lẽ ý con trai ba nói mẹ là phù thủy hả? Nói chơi thì được. Nhưng mà ba dạy con nè. Mẹ có khó thì mẹ cũng muốn ba con mình nên người, con hiểu không? Dạ, hiểu. Nên con không được nói mẹ là phù thủy, con nhớ không? Dạ nhớ, con yêu thương mẹ nhất. Ừ, con thương mẹ nhất đúng không? Dạ, phải thương đúng. Mẹ nhất nghe không? Dạ nghe. Ừ. Mặc dù mẹ rất giống phù thủy. Ba ngày rồi, anh ta chưa quay trở lại quán. Chắc duyên chỉ tới đó thôi. Ngọc. Mấy nay chỉ có Ngọc ở đây thôi hả? Ờ. Thì lúc nào cũng chỉ có một mình. Ý là Ngọc vẫn một mình. Ờ. Ờ. Có gì không? Còn Tuấn đâu? Tuấn hả? À Tuấn nó Tuấn nó xin nghỉ rồi. Nó nghỉ mấy ngày để ôn thi. Có chuyện gì không? Ờ, sao Tuấn nói là Tuấn đang làm việc ở đây? Ờ, không có. Tuấn nghỉ ôn thi rồi. Mà có chuyện gì không? À, chị Ngọc cho tôi số điện thoại của Tuấn đi. Ờ, đợi. Ủa,
mà anh xin số điện thoại của Tuấn có gì không? Mấy người giấu Tuấn đúng không? Hả? Sao cứ mỗi lần tôi hỏi Tuấn là cứ có gì không vậy? Thì hả? Anh tìm Tuấn có chuyện gì không? Nè, con mẹ nó cha kia, tôi với Tuấn á có chuyện gì với nhau là kể chúng tôi mất mới vậy bà xí vô hả? Bây giờ có giao Tuấn ra không? Không giao phải không? Tôi sẽ ngồi đây tôi chùa cho quán bà ế gì bà vậy đó. Tôi đã nói rồi là tôi không có biết mà. Nè mấy người đừng có phá kiểu đó nha. Nè bể đồ quán tôi rồi, tôi báo công an bây giờ. Báo đi, bà cứ báo công an đi. Rồi công an tới đây tôi sẽ kêu công an bắt bà về tội giấu người. Tôi giấu gì? Tôi có biết Tuấn của mấy người. Tuấn, bạn em mà. Anh này, đi đâu mấy bữa nay em kiếm anh quá trời luôn à. Thiệt đó. Dạ em xin lỗi chị, bà em nó không biết, chị thông cảm. Thôi thôi, mình đi đi anh. Tôi... nhìn bà cô già ghét. Có gì không? Có. Trời ơi. Ủa? Ủa thấy phim có gì đâu mắc cười mà ba cho con cười như vậy? Trời ơi, em coi tập trước á, tập trước là ba của mèo này giết ba của con chuột kia. Hay lắm, coi tập này mới hiểu, mới mắc cười. Trời đất ơi. Anh. Hả? Anh, có cái này quan trọng á, em muốn hỏi cái ý kiến của anh á. Có gì anh cho ý kiến nha. Tại vì bên trung tâm anh ngữ quốc tế á có gửi giấy mời cho Gia Minh Gia Khang đi học miễn phí buổi. Anh thấy sao? Anh thấy tụi nó học ở trường đủ rồi em. Tự nhiên cái giờ bắt học thêm nữa tụi nó mệt tội lắm em nha. Anh sao vậy? Hả? Gì? Cái đó là mình đi học miễn phí mà có mất mát cái gì đâu mà sợ. Không phải, anh sợ hai đứa nhỏ nè học ở trường mệt rồi còn phải đi học thêm tội tụi nó. Mệt cái gì? Mình đi học là tiếp thêm kiến thức, bộ não mình. Chứ mình có làm lao động chân tay đâu mà mệt. Mình đi học mà mất mớ gì mệt hả? Ủa, hình như hồi nãy em hỏi anh là em muốn hỏi ý kiến của anh phải không? Thì đúng rồi. Mà em có ý kiến rồi mà. Thì đúng rồi, em chắc chắn sẽ cho tụi nó đi học rồi. Coi phụ hình đến mấy đứa. Không, nhưng mà em muốn hỏi ý kiến của anh á là nên cho không? Cho tụi nó đi học không? Hả? Không. Anh sao vậy? Nó học miễn phí là mình phải cho tụi nó đi học, mình mất mát gì đâu. Rồi, có. Ừ, phải vậy đi. Rồi, coi phim tiếp đi mấy đứa. Sao? Hai đứa đang chơi gì vậy? Hello mom. Good evening. Oh, good evening. How the evening? À, mấy đứa. Tối rồi hai con, đi. À, tắm rửa thay đồ đi ngủ đi nha. Nghe không? Ngày mai chơi tiếp đi con, đi dẹp. Dắt em đi thay đồ rồi ngủ, nhanh. Hai đứa đi luôn, nghe không? Anh làm gì vậy? Hả? Làm gì? Tụi nó đang có hứng nói thì anh cho tụi nó nói đi. Em con mình đâu phải con vẹt đâu. Trời ơi, em bắt nói từ tối tới giờ luôn rồi. Cứ good evening hai mâm, good evening hai mâm cả trăm lần rồi. Ủa anh, nhưng mà anh không thấy tụi nó có năng khiếu hả? Tụi nó rất có năng khiếu và tụi nó học rất là giỏi anh Văn. Cho nên là bây giờ mình phải cho tụi nó học, tụi mình phải phát triển cái giỏi của tụi nó chứ. Biết đâu nhà sau này tụi nó lớn lên, tụi nó kiếm được học bổng, rồi mình có tiền cho tụi nó đi du học luôn rồi sao? Trời, cái ước mơ của vợ anh rất là xa vời luôn á. Nhưng mà lương tháng của anh gần hết rồi. Gần hết cái gì? Thì mình cho tụi nó đi du học. Mỗi tháng mình sẽ nhịn một chút xíu, mỗi thứ một chút nè. Chi tiêu ăn uống nè, mua quần mua áo nè, sắm đồ sắm cửa trong nhà nè. Nói chung mình nhịn một chút xíu thì sẽ đủ tiền cho con đi du học thôi. 3-4 triệu lận á. 3-4 triệu cũng không là vấn đề gì. Mình nhịn một chút xíu là được thôi. Mà đâu có được. Ừ, thì em chỉ hỏi ý kiến của anh thôi. Em là hỏi ý kiến của anh hả? Em chỉ hỏi ý kiến thôi. Ừ. Vì con, vì em, với đôi bàn tay này,
anh sẽ chụp tất cả những gì cần chụp để đủ tiền lo cho các con. Anh chụp hết. Vậy mới tốt không? Today I'm very good. Have a nice day to mom and dad. Thôi giỏi quá. Anh thấy con em chưa? Nói tiếng Anh như gió vậy đó. Trời ơi, cứ cái đà này nha, không chừng đến một ngày nào đó nó trở thành giáo viên dạy anh văn luôn á. Anh thấy nó sai sai thì sao em ơi? Sai gì? Đồng ý học tiếng Anh là tốt, nhưng mà bây giờ học tiếng Anh thì nói ở trường thôi. Bây giờ người Việt Nam sống trong gia đình mà nói tiếng Anh luôn, anh thấy nó sao sao á. Sao sao cái gì sao sao? Tiếng Việt thì ai cũng biết rồi, tiếng Việt thì ngày nào cũng nói rồi. Mình học là mình học cái gì mình không biết, đúng không? Bây giờ cho nó học tiếng Anh để mong mốt nó bằng bạn bằng bè chứ. Thì tiếng Việt mỗi ngày nó đi học bên trường đó. Rồi rồi, mẹ mở cho. Thôi bây giờ em nói cái gì cũng đúng hết á, em làm đi. Muốn buông xuôi đời lo cho chính ta, ngày ngày xa phố mua sắm là cả, tụ tập quán xa trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muôn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong bao ánh mắt thế giới ngoài kia, em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng sau tất cả em vẫn ở đây, vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắp gần sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tin.